Tết mà có cái giò này ngắm qua thì tuyệt vời các bạn ha. Bông thòng rủ, quyến rũ. Cây này là 11 giò bông các bạn. Và mình chuẩn bị sức cây này cho khách để họ chơi Tết á. Cây này chơi Tết dư sức nha bạn, lâu tàn lắm. Hy vọng là mình đăng video này vẫn có bạn chốt được ha. Tức là cây này là mình có khách đặt nhưng mà khách vẫn đang chờ. Nếu mà khách không lấy thì mình đăng lên, bạn nào muốn chơi cây này báo mình ha. Cây này là các bạn chơi là ưng ý luôn nha. Và trồng rất là khỏe đẹp luôn à. Đây các bạn coi số lượng bông của nó ha. Mình đếm nè. Phân nhánh mà chưa tính luôn nha. 1, 2 nè. 3, 3 dòi nè. 4, 5, 6, 7, 8, 9 dòi. 10 giờ 11 dòi. 11 dòi là hiện hữu. Hy vọng là có những dòi khác mà mình chưa thấy. Vì cây này nó ra bông liên tục. Là các bạn biết sao cây này ra bông liên tục không? Vì cái cây này là nó đạt cái chiều dài cây. Các bạn coi cái cây không? Nó mới cao 1 mét rồi nè. Là cây này đó là lúc trước mình có bán cây này cao 2 mét luôn á. Nên thành ra là cây này các bạn chơi là bông liên tục. Rồi các bạn coi đây. Nụ rồi ha. Dồi cũ, dồi mới. Nụ mộng, nụ nhỏ đầy đủ hết. Rồi cái cây này là tại sao chiều cao vậy Đạt? Tại bác coi một cây nhỏ vậy thôi mà chỉ cao có 40 xăng thôi mà giờ bông nó như vậy nè các bạn. Đây nè, đó. Đó. Thì nếu mà cây cao cả mét thì giờ bông nó chuẩn lắm. Nhưng tất nhiên những giò nhỏ này thì bông nó không có nhiều. Giờ này coi vậy có 1 dòi à. 2 dòi, giờ này 2 dòi. 2 dòi. 2 dòi thì làm sao bằng mà mười mấy dòi hả các bạn ha. Như giò này cũng 2 dòi nè. 4 dòi, giờ này 4 dòi. Giờ này 4 dòi. Tết nhất thì mấy màu này sang, xuất sắc các bạn nha. Màu sáng sủa đẹp. Giờ này bao nhiêu dòi đây? Giờ này chưa ship hình nha, giờ này là 1 2 3 1 2 3. Giờ cũ mình không, giờ cũ gần tàn mà nó không đếm đi. 1 2 3 4 5 6. Đây nó có thêm 4 anh. 5 6 7 8 rồi, giờ này 8 rồi, 9 rồi. Giờ này 9 giờ bông. 9 giờ nha các bạn. Giò này mình nếu đăng video lên mình là mình xuất bán cái giò này nè. Nhưng thực sự là mấy cái giò này mình chỉ cần gửi cho khách là họ đã lấy rồi các bạn. Nó thành ra là nhiều khi đăng video chỉ chơi thôi. Đăng cho biết là có hàng để các bạn có thể đặt hàng sau này thôi. Chứ thực sự là khách họ đặt là mình ới là họ mua thôi. Còn đăng video lên nhiều lúc không có hàng. Nên thí dụ mình đăng với cái tiêu đề là ngắm thôi. Còn lại là bán rồi thì nó không có hàng nha các bạn. Có gì các bạn thông cảm giùm. Cảm ơn các bạn đã xem video nha. Bên mình vẫn còn xuất những cái giò cũ khác, nhất là cái laser đỏ hay gì nè. Các bạn có gì coi video giùm kênh bên MyWee mình nha. Xin cảm ơn các bạn.